tán hả sư huynh? Em phòng chống dịch mà em. Phòng chống dịch có mình em à? Người ta đã kêu liên thông công cụ rồi mà còn có mình em. Có mình em đấu lên. Rồi giải tán luôn, phòng chống dịch luôn. Mình đâu có tụ tập gì đâu trời. Bây giờ đường phố là không cho mình đi luôn. Thời Covid người ta coi mình như con vi trùng. Đó, sạch sẽ thơm tho giùm các bạn. Mặc dù mình là người khỏe mạnh, không bệnh tật, nhưng mà trong cái thời này thì mọi người coi mình như con virus vậy đó. Mình đang bị cộng nghiệp, tôi đang bị cộng nghiệp chung với tất cả đó. Cái này là chưa có nhiều người chết. Nhiều người chết đi. Thấy cảnh ghê hơn nữa. Dịch bệnh là do tội ác của con người tạo ra. Tại sao tôi không bị bệnh? Mà tại sao mọi người khác lại bị bệnh? Các bạn phải nhìn ra rằng những người đó chưa biết cách tu sửa thân tâm của mình. Về ha bạn ha. Chạy bộ về. Các bạn cứ nghĩ là mọi người mình đang sống trong một cái thế giới tự do à. Các bạn đang bị quản lý bởi thần và quỷ, là những người đã bị các bạn hại trong quá khứ. Họ luôn đeo bám theo bạn để trả báo bạn. Quỷ thần luôn vây quanh bạn. Tiên thì có trong thiên nhiên và động vật. Tiên Phật, tiên thì chỉ yêu thiên nhiên và động vật, còn Phật thì yêu tất cả chúng sanh, còn Bồ Tát thì thích cứu nhân độ thế. Chúa Giê-xu cũng là một dạng Bồ Tát thị hiện, một chư thiên từ cõi trời đến thế giới này muốn giúp cho con người thức tỉnh thoát khỏi khổ đau, nhưng lại bị đóng đinh lên thập tự giá luôn, bởi vì sử dụng thần thông, luật cấm của thế giới này, nên người càng có nhiều thần thông thì lại càng bị hãm hại. Bởi vì chúng ta đến thế giới này bằng da, bằng thịt, bằng xương, bằng nhục thân, dù có thần thông cách mấy, trí tuệ siêu việt cách mấy, cũng là máu mủ thôi, đạn bắn cũng lủng thôi. Nên không sử dụng thần thông được trong cõi này. Đây không phải là cõi tiên mà là cõi dục. Cõi mà tất cả các chúng sanh từ các thế giới khác đến đây để cùng nhau trả ơn, trả báo, tiên đã chứng kiến đủ rồi. Và Tiểu Hương đã có được bài học như ngày hôm nay cho các bạn. Và điều cuối cùng tôi mong muốn là các bạn hãy tự cứu rỗi linh hồn của mình đi, bằng cách sống như Tiểu Hương hiện tại. Và đừng tin lời của thằng nghiện và con điếm, thật sự là như vậy. Và những người làm cái nghề đó là họ tự nguyện, họ yêu thích, họ muốn được như vậy, chứ không ai ép họ làm như người đó. Nên họ khó đáng thương. Chúng ta thấy họ đáng thương và chúng ta giúp đỡ họ là sai. Chúng ta giúp đỡ họ thức tỉnh thì được, chứ không thể cuốn theo họ, tin theo họ là chúng ta sẽ bị lầm. Chắc chắn là như thế.